Thưa quý vị, và điều đặc biệt sẽ không dừng ở đó đâu quý vị à. Và tiếp tục cùng với chúng tôi khám phá xem đó sẽ là gì nhé. Xin mời. Thưa quý vị, như vậy là ngay khi mà chúng tôi giới thiệu về sự ra đời của Genie Legend thì chúng ta cùng chào đón sản phẩm mới sẽ có mặt ra thị trường. Và hãy cùng với chúng tôi, chúng ta theo dõi xem những sản phẩm ấy sẽ mang lại điều kỳ diệu gì. Xin mời. Thưa quý vị, những nốt mụn luôn là kẻ thù của chị em phụ nữ. Đã vậy còn để lại những vết thâm đáng ghét. Và giờ đây đã có kem mụn mờ thâm đánh bay mụn, trả lại làn da tươi sáng, đều màu, giúp bạn rạng rỡ lên trông thấy. Chăm sóc da mặt nhưng đừng bỏ quên làn da vùng mắt. Những vòng mắt, vết chân chim sẽ tố cáo tuổi của bạn một cách rõ nhất. Kem đặc trị riêng sẽ giúp cho bạn xóa thâm, xóa nhăn tối đa vùng da quanh mắt để khuôn mặt của bạn luôn rạng ngời với ánh mắt lấp lánh. Thưa quý vị, collagen khô được ví như bảo vật thần kỳ trong việc duy trì vẻ đẹp bền lâu cho chị em phụ nữ, giúp cho da luôn căng mịn, tươi sáng và khỏe khoắn. Quý vị đang cùng đến với những sản phẩm mới được chúng tôi giới thiệu và ra mắt ở thị trường. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm đặc biệt, mật nạ năng cơ Joji Nature, là giải pháp mang đến gương mặt chuẩn V-Line, thon gọn, săn chắc tự nhiên, không cần tiêm Botox hay căng chỉ. Còn gì tuyệt vời hơn với sản phẩm mặt nạ nâng cơ Joji Nature. Thưa quý vị, tất cả những sản phẩm này đều được chiết xuất từ thiên nhiên với công nghệ từ Hàn Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế để mang đến vẻ đẹp an toàn và bền vững cho làn da của phụ nữ Việt. Và một sản phẩm tiếp theo đặc biệt nữa, đó chính là bộ sản phẩm make up dành cho người năng động, tiết kiệm thời gian mà vẫn xinh lung linh. Thưa quý vị, chúng ta đang thấy trên tay của cô gái xinh đẹp của chúng ta, đó chính là mặt nạ nâng cơ Joji Nature. Đây, quý vị có thể nhìn thấy, đây là giải pháp mang đến gương mặt chuẩn V-Line, thon gọn, săn chắc tự nhiên, không cần tiêm Botox hay canh chỉ. Và còn gì tuyệt vời hơn nữa khi nó mang đến một cảm giác tuyệt vời, giúp cho da tươi trẻ hơn. Và tiếp theo đây, một điều đặc biệt nữa, đó chính là sản phẩm bộ make up dành cho người năng động, tiết kiệm thời gian mà vẫn xinh lung linh. Trên tay của chàng trai chúng ta chính là Cushion. Với lớp nền tự nhiên tỏa sáng, làn da của bạn sẽ kịp có mặt cho dịp mùa xuân này. Thưa quý vị, đang cùng theo dõi lại những sản phẩm của chúng tôi. Xin được giới thiệu kem mụn mờ thâm, collagen khô, mặt nạ nâng cơ Joji Nature, sản phẩm kem xóa nhăn, mắt và Cushion.